em nó ngoại tình ai với cái thằng thợ bạc. Anh hay hiểu chưa em? Hiểu cái gì? Hả? Em phải lừa gạt anh thì em phải trả giá. Còn cái thằng thợ bạc kia, nó dám vui thú tinh thần xác thì nó cũng phải trả giá. Không, có gì đâu mà không dám. Em mới tiếp tục đi, em mới tiếp tục, em mới tiếp tục vui cái thú vui trên chiếu cái thằng thợ bạc kia đi. Anh muốn em như vậy, anh muốn em như vậy, hiểu không? Ok, xong rồi. Ok, cho hai người. Ok, cắt. Hay quá, hay quá. Thôi, quay cho anh Quang ơi. Đi qua đi. Đi qua đi rồi. Trời ơi. Ba của ông đâu? Anh cả nhà, cả nhà. Mọi người đang ở nhà bà bầu Thúy Uyển tập kịch. Nên là chủ nhật 26 tháng 3 nha cả nhà. Ai chưa có vé là mua vé liền nha. Nha. Mua vé liền, mua vé liền. Anh Hoàng Anh. Còn anh đang bệnh đây nè. Đó, đang bệnh. Đó, đang bệnh là hay nhất. Đang nói gì hả? Gọi số nào mua vé nói. Hai các bạn hãy gọi số điện thoại của bà bầu Thúy Uyển để đặt vé nha. 8 7 4 8 7 5 5 6 8 4. Số 40. Xin lỗi nha. 7 1 4 7 1 5 5 6 8 4. 5 8 6 4. 5 8 6 4 đó nha. Chất quốc. Học bài lại nha. Tí học bài lại nha. Tôi cha quên học học bài. Vòng tay lại xin lỗi. 7 1 4 7 1 5 5 8 6 4. Đó, giờ mới đúng nè, số này mới đúng nè. Kịch vở kịch này hay lắm cả nhà. Vở kịch rất hay. Vở kịch này là vở kịch mang cái hơi hướng của thời phong kiến đó, thời mà của nhà văn Hồ Biểu Chánh đó. Rất là hay nha. Yeah. Chưa chưa chưa. Ready. Go. Con đã về. Con đã về. Con đã gặp cô gái đó. Con đã gặp cô gái đó. Rồi cô ta cho con cái gì? Dạ. Dạ. Cô ta cho con cái điều mà con đang mơ ước. Cô ta ôm con, rồi cô ta hôn con, rồi cô ta nói. Nói cái gì? Em đã chết, anh đã cứu sống em. Bây giờ em đã thuộc về anh. Cô ta nói vậy đó cha. Người đàn bà đó đúng là một con hồ ly tinh. Phải, nhưng là một con hồ ly tinh chị. Con đã ôm con hồ ly tinh đấy vào lòng mình. Và con nghe nó nói. Nói cái gì? Cô ta nói rằng. Nói cái gì? Cô ta nói. Em yêu anh. Trong cơn mê loạn. Cô ta đã rít lên. Rít lên. Rít lên. Rít lên rằng. Sơn ca. Sơn ca. Sơn ca. Em đã trả thù được anh. Em đã cắm sừng lên đầu của anh. Sơn ca là ai? Sơn ca là chồng của cô ta. Sơn ca là anh ta của Quang Minh. Là con của Quang Phủ. Tại vì đang cô nói cái gì? Đang tập tuồng. Cô ta là con dâu của Quang Phủ Sơn hả? Sơn ca là ai? Sơn ca là ai? Chồng Quang Minh. Quang! Còn có biết là con đang làm chuyện tay trời hay không? Chị hả? Chị gái của xe xẻ. Quá hay. Yeah. Đó,